Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái phần mềm chuyên tính tiền cho cái mô hình salon tóc và spa. Đây là cái phần mềm mình đã cài sẵn một số cái mô hình về salon tóc và spa như thế này, là rất đơn giản các bạn. Đó. Như là các bạn trong cái menu dịch vụ các bạn thì các bạn tạo bao nhiêu cái menu thì nó sẽ có theo từng nhóm. Đây như dịch vụ tóc thì nó có tất cả những dịch vụ tóc này, uống duỗi thì những cái môn uống duỗi thì nó nằm trong đây. Tương tự như vậy, nhuộm, gội, hấp, các bạn thấy không, rất rõ ràng. Thì khi khách hàng vào mình muốn tính tiền những cái dịch vụ nào thì mình chỉ chọn dịch vụ đó rồi mình click dịch vụ là xong. Rồi bây giờ này, thứ nhất mình sẽ thử cho các bạn xem. Ví dụ đầu tiên các bạn muốn trong ô trống này, các bạn thấy không, nên dịch vụ tóc này là mình sẽ tạo ra những cái tên dịch vụ tóc này, và có thể là những ô trống này để các bạn thêm những cái dịch vụ mà các bạn chưa có. Ví dụ mình muốn thêm một dịch vụ mới thì mình chỉ việc là bấm nút chỉnh sửa thôi, còn thấy không, nút chỉnh sửa này rất đơn giản, bấm nút chỉnh sửa sau đó các bạn sẽ click vào ô trống này, rồi cái ô mà tên hàng hóa này các bạn tạo, ví dụ như là cắt tóc em bé. Rồi các bạn tạo cái tên các em bé xong, số tiền ví dụ mình cắt em bé 50.000, mọi người gọi số tiền là vay mọi người lưu là xong. Đó, mình đã tạo xong một cái sản phẩm, một cái tên dịch vụ là xong, rất là đơn giản các bạn ơi. Thì tương tự như vậy thì những cái nhóm tiếp theo thì các bạn tạo như vậy, chỉ cần là bấm nút chỉnh sửa xong là click vô cái ổ trống mình đánh tên thôi là xong. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp về cái cách để mà bán hàng cho một cái dịch vụ khách hàng đến. Ví dụ mình bán khách hàng, ví dụ như bình thường khách vào đến khi tính tiền, ví dụ như khách muốn cắt tóc tạo kiểu nam thì mình chỉ việc bấm vào đây thôi là xong này, bấm vào. Bấm vào thì trên bên cửa sổ bên tay phải nó hiện lên là cắt tóc tạo kiểu nam là 100.000. Ví dụ như các bạn muốn tính cái dịch vụ quay hồng cho nhân viên làm cái này thì các bạn phải, đầu tiên các bạn sẽ order cái mặt hàng này lên là cắt tóc tạo kiểu nam, sau đó các bạn nút này, một thấy nút là hoa hồng nhân viên không, click vào nút hoa hồng nhân viên, rồi mình sẽ chọn nhân viên nào, ví dụ nhân viên tên Lan. Đây mình chọn nhân viên đó sẽ tính xong. Tương tự như vậy, cắt tóc tạo kiểu nam kiểu mới thì mình cũng chọn kiểu mới này, mình cũng chọn phòng nhân viên người khác làm thì mình cũng chọn người số 2 đi, là cúc chọn. Nếu như mình muốn bao nhiêu phần trăm như 10%, rồi xong đó, nó mình đã tạo xong như làm nhân viên phục vụ xong rồi, mình muốn mức thanh toán là xong, thanh toán sẽ ra một hóa đơn mình in view đây, thì nó ra tiêu đề đây là salon tóc Hoàng An địa chỉ, rồi sau đó nó có là số hóa đơn và dịch vụ khách hàng làm đó. Tổng số tiền thì khi khách hàng ra thì mình sẽ in hóa đơn này là ra là tính tiền là xong, rất là đơn giản và nhanh. Tiếp tục, nếu như mình có muốn lưu thông tin khách hàng để mình sẽ làm khách hàng thân thiết thì mình sẽ lưu như cách nào, ví dụ như mình vô uống duỗi đi, rồi mình vô là uống tóc lạnh, mình lấy chỗ tóc lạnh, sau đó uống tóc lạnh này nhân viên nào làm thì mình sẽ chọn nhân viên, rồi mình như nhân viên số 1 là Cúc là Lan, chọn nhân viên xong. Tương tự như vậy, khách hàng này làm tiếp một cái nữa nên là duỗi chăn tóc, nhưng mà không phải là Lan làm nữa mà Cúc làm, mình chọn quay hồng thì tên nhân viên này mình là số 2 là Cúc chọn, rồi xong. Thì lúc này rồi mình sẽ nhập tới khách hàng vào như là không, mình số hàng số 1 đây mình có lưu sẵn rồi, mình chọn là tên nhân viên xong, mình muốn nút thanh toán này thì lúc này nó sẽ tiền, nếu như 800.000 nhưng khách đưa 1 triệu mình mất 1 triệu, nhập 1 triệu vào. Thấu lại 200.000 đồng, mình đồng ý, nó sẽ ra. Đó.
thì nó cũng ra hóa đơn này, nhưng mà hóa đơn này nó có tên khách hàng đó, rất rõ ràng. Khách số tiền là 800.000, khách đưa 1 triệu khấu lại 500.000 đồng. Đó là trường hợp thứ hai, là mình sẽ có khách hàng. Rồi cách thứ ba nữa, nếu như các bạn muốn là lưu thông tin khách hàng và lưu luôn cái dịch vụ, cái kiểu làm khách hàng gần nhất để lần sau người ta tới là mình biết ông này, khách hàng này tới là lần trước người ta làm những cái gì, ví dụ như vậy. Mình lưu ví dụ như em vô ông thứ hai đi là Hoàng Oanh, rồi mình sẽ nhộm cái gì kiểu gì đó đó, những cái đó. Còn nếu như mình nhộm xong rồi mình cái nhật ký này mình muốn lưu khách hàng đó những cái gì thì mình, các bạn thấy không, người Hoàng Oanh này này mình có lưu này, ngày 14 tháng 2 năm 2019 này là tới làm mà cắt tóc phun pha lê này, tiếp tục là xóa mày này, ví dụ hôm nay là ngày 4 tháng 10 2019 thì người ta làm cái gì, những cái dịch vụ này là cái gì đây đó, như là nhuộm nhuộm bọc keratin gì đó đúng không, thì mình sẽ là mình vô mình mới này nhuộm keratin ABC đó, hay mình sẽ tạo lên xong mình xong rồi xong xong rồi mình thanh toán này, đồng ý ra kho đây rất rõ ràng. Lần sau nếu mà người này lên tiếp làm tiếp thì mình không còn hỏi khách hàng nữa, mà mình chỉ nhập cái tên khách hàng đó vào, rồi mình chọn cái nút nhật ký thì sẽ bung lên cái ngày gần nhất khách hàng này đến là làm cái người ta làm dịch vụ nào đó. Thì mình hỏi là khách hàng anh có muốn làm lại cái dịch vụ giống cái đợt gần nhất hay không đó, thì mình sẽ nếu mà giống thì mình làm tiếp tục đó, mình sẽ lưu lại thông tin. Rồi còn nếu như mình muốn tất cả danh sách khách hàng, lịch sử khách hàng mình muốn xem thì mình sẽ vào trong chỗ này, mình vào cái lịch sử khách hàng đây, mình chọn số 1 đồng click vô thì người Yến Vi này này ngày 4 tháng 10 năm 2019 này thì đến làm dịch vụ nào đó, hai dịch vụ tương tự như vậy. Mình chọn anh số 2 đó, à, số 2 này cũng làm hai dịch vụ này à, là tất cả các thông tin lịch sử khách hàng vào là mình sẽ lưu lại hết rất rõ ràng. Rồi mình đã làm xong cái dịch vụ hết của khách hàng thì cuối ngày mình sẽ xem cái thông cái báo cáo, như báo cáo này bán hàng báo cáo đây, thì trong phần mềm này báo cáo nó có nguyên năm quý tháng hôm nay thì bất kỳ mình chọn hôm nay là hôm nay, mình chưa doanh thu theo ngày mình chọn doanh thu theo ngày đây, hôm nay thì nó sẽ là doanh thu theo ngày là tổng số tiền là 3.100.000. Rồi mình biết chi tiết từng mặt hàng dịch vụ hôm nay mình làm những cái gì thì mình vô chi tiết này chi tiết nhóm hàng đây đó. Thì hôm nay nó hiện lên chi tiết là dịch vụ là mình làm những cái dịch vụ nào, duỗi tóc là những cái loại nào và nhuộm là những cái loại nào, rất rõ ràng cho mình. Rồi rồi mình hôm nay mình biết là mình muốn tính quê hồng cho từng nhân viên ngày hôm nay hay là 1 tháng hay là 1 tuần này, thì mình vô chi tiết này, mình vào là cái dịch vụ chi tiết phục vụ đây, thì nó sẽ bung lên như thế này đó. Thì mỗi nhân viên như Lan hôm nay làm là tổng số tiền này là cái được hưởng hoa hồng, được hưởng hoa hồng là 50.000 đồng. Tương tự như vậy Cúc hưởng hoa hồng là 32.000 đồng, và tương tự như vậy nhưng cũng chỉ đây là người bán lẻ không có hoa hồng đó, tổng hoa hồng hôm nay các bạn thấy rất rõ ràng. Đây là cái dịch vụ hưởng hoa hồng của từng từng nhân viên, như là cuối tháng hay là cuối tuần hay là cuối ngày mình mở lên thì mình sẽ biết là tổng cái hoa hồng của từng nhân viên, thì mình sẽ là lấy số tiền đó mình để đưa nhân viên thôi, không cần thiết mình phải cộng bằng tay, rất là đây là rất rõ ràng và nhanh. Đây là cái phần mềm chuyên tính tiền cho cái mô hình salon tóc và spa, và có tính hoa hồng phần trăm hoặc là hoa hồng theo tiền cho từng nhân viên, và có lưu danh sách khách hàng và lưu những cái dịch vụ khách hàng đến làm những cái dịch vụ nào và tổng tiền khách hàng ngày, tổng tháng trong ngày hôm đó của khách hàng đó, là mình giới thiệu cho các bạn là phần mềm chuyên về như vậy. Xin chào tạm biệt các bạn.